Ôi vô trời, mày đứng màn hình quá trời, đứng màn hình luôn. Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like, nút subscribe để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia chương trình iGov của thằng EP to win nha các bạn. Để tham gia chương trình iGov, các bạn click cho bằng link mô tả của mình đăng ký một cái trong website của nó như vậy nha các bạn. Và các bạn vào địa chỉ mail password, các bạn vào thư sử ba mà chép mã code nha các bạn. Cái này đăng ký quá dễ rồi, mình không có hướng dẫn các bạn đăng ký nữa. Rồi các bạn click cho bằng link mô tả thứ hai của mình ở chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn chọn ngôn ngữ rồi, các bạn chọn tiếng Việt nè. Các bạn chờ lót chút nha các bạn. Chương trình này gấp của nó nè. Khoan khoan khoan, mình xin lỗi các bạn, mình chưa giới thiệu chương trình này gấp nữa. 100 giải thưởng nhận 25 USD và 2.500 USD đang chờ bạn. Chương trình EB bao thi được có bằng USDT các bạn. 100 người sẽ nhận được 25 USD và 100 người sẽ nhận 2.500 USD quay kênh đâm các bạn. Rồi. Sổ số lên đến 10.000 giải 25 USD. Xong bao thi khủng. Mời bạn hăng say nhận ngay 5.000 USD. Cái này là chương trình claim các bạn. Rồi các bạn bấm nút bắt đầu các bạn. Rồi nói là tham gia các kênh truyền thông của chúng tôi tại đây, các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn một kênh nè. Rồi join kênh thứ hai các bạn. Rồi các bạn join vào nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi bấm bấm nó tôi đã đăng ký nha các bạn. Rồi nói mình đăng ký EP chưa, mình bấm tôi đã đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn bấm nó tôi đã đăng ký nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ email mà các bạn đăng ký cái web đầu tiên mình có đẩy link mô tả cho các bạn đó. Mình đang quên. Rồi các bạn gửi cho nó nghe các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với USDT với ERC20 nha các bạn. Rồi các bạn dùng với chút wallet gì cũng được nha các bạn. Rồi mình mở với chút wallet lên. Mấy nền tảng ERC20 với nào cũng được nha các bạn. Nhiều ví lắm. Bạn nào chưa biết cài với chút wallet thì mình có để với phần link mô tả cho các bạn hướng dẫn luôn đó. Mình chuẩn bị tất cả cho tất cả các bạn hết luôn. Quá tải lót lâu rồi. Rồi các bạn nhập vào USDT nè, các bạn bấm nút sao chép nha các bạn. Rồi các bạn trở về cái bot Telegram nè. Các bạn bắt không gì đây. Rồi các bạn kiểm tra đầu đuôi nghe. Rồi xin chúc mừng bạn, bạn đã có giá đầu tiên. Tích cơ của bạn là 40334. Các bạn dùng lát liên ghép này bạn chia sẻ cho bạn bè. Mỗi một lượt mời bạn nhận thêm một người sẽ nhận 10 người tiếp các bạn. Chương trình này có 5.000 USD chia sẻ cho bạn bè. Rồi vậy video mình lấy liên ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Vậy chương trình, vậy video các bạn, sau khi chương trình kết thúc nó sẽ trả về ví USDT cho các bạn, cho bạn nào may mắn nha. Tạm biệt. Chết của tôi đây.